Mặt Thu Trang ngồi gần, bạn trai Diệu Nhi thản nhiên, rượu Tiến Lực mặc đồ đôi. Gần đây trên các diễn đàn, fan của cặp đôi Thu Trang Tiến Lực và Diệu Nhi Anh Tú đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vui nhộn của họ trong chuyến du lịch Thái Lan vào dịp lễ 8 tháng 3 vừa qua. Không chỉ là đồng nghiệp cùng lĩnh vực hài kịch, mà các nghệ sĩ này còn là bạn bè rất thân thiết ngoài đường. Họ thường xuyên tụ tập rủ rê nhau đi du lịch nước ngoài mỗi khi có thời gian rảnh. Theo đó, điểm gây chú ý ở đoạn clip này chính là việc anh Tú thản nhiên đi mua hai chiếc quần giống hệt nhau tại một trung tâm thương mại. Sau đó anh hào hứng rủ rê Tiến Lực mặc chung với mình. Nam diễn viên trẻ còn nhiệt tình giới thiệu về món quà mình mua tặng đàn anh ngay trước mặt Thu Trang. Vợ Tiến Lực ngồi sờ sờ ở đấy, nhưng hai anh em vui vẻ một cách thản nhiên thế này đây. Thậm chí anh Tú còn nựng yêu chồng của hoa hậu hài. Ngoài ra, Diệu Nhi còn là người quay lại clip lầy lội này. Khi cô định đốt nhà thì Tiến Lực hấn hở, anh mặc quần cặp với Tú, mặc áo cặp với Trang. Không còn cách nào khác, Thu Trang thở dài, em không tin được luôn đó anh. Thời gian vừa qua, Diệu Nhi và người yêu điển trai anh Tú gặp nhiều nghi vấn đã tan vỡ tình cảm sau hơn 2 năm hẹn hò. Chính người trong cuộc, diễn viên anh Tú cũng có lần thừa nhận chuyện họ lạnh nhạt với nhau trong thời gian. Tuy nhiên, nghi vấn đường ai nấy đi thì cả hai đều chưa khi nào lên tiếng xác minh. Trong khi đó, vợ chồng Thu Trang Tiến Lực lại là những cặp đôi được ngưỡng mộ về độ hạnh phúc. Trải qua nhiều thử thách và khó khăn về mặt công việc, kinh tế, thì giờ đây vợ chồng cô đã có một cuộc sống khá sung túc. Không chỉ thành công ở lĩnh vực nghệ thuật mà Thu Trang còn có cả chuỗi cơ sở kinh doanh hoành tráng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!